Hello anh em, thì sau khi lên một cái video độc đáo như này thì có rất nhiều bạn hỏi mình về cách để tạo ra một cái cửa sổ, bóng cửa sổ này cho một chủ thể, cho một cái ảnh chủ thể. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để tạo ra cái bóng cửa sổ này sao cho chân thực nhất nha. Ok, bắt đầu nha. Ok, mình sẽ xóa hết các cái hiệu ứng cũ đi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bức ảnh chủ thể như này. Ok, sau đó các bạn sẽ tạo các cái cửa sổ nha. Đấy, chúng ta tạo các khung cửa sổ thôi. Ok, mình sẽ làm nhanh nha. Ok, sau đó các bạn sẽ gộp các layer cửa sổ này lại. Các bạn chọn tất cả các layer và ấn Ctrl E nha. Rồi, copy xuống nha. Copy xuống nha. Ok, các bạn chọn tất cả này, ấn Ctrl E để gộp nha. Đã copy xuống. Ok, gộp tiếp nha. Sẽ copy một cái nữa nha, cho nó đủ trang rồi đấy. Ấn tất cả này. Sẽ Ctrl E nha, để gộp nha. Ok. Rồi, sau đó chúng ta tích chọn vào layer này. Tích chọn vào layer cửa sổ, giữ Ctrl, click. Click, ok. Sau đó chúng ta sẽ tắt cái layer cửa sổ đi. Rồi, nó sẽ có các cái viền chọn như này đúng không? Rồi, anh em chọn sang cái layer gốc nha. Đây, chọn sang layer gốc. Sau đó chọn Exposure. Ok, anh em kéo cái thanh Exposure lên để tạo cái độ sáng cho cửa sổ này nha. Được chưa ạ? Rồi, sau đó chúng ta sang Mask nha. Sang Mask, chúng ta kéo lên để tạo độ mờ cho nó chân thực hơn đấy. Đó, anh em thấy không? Chúng ta càng kéo thì cái cửa sổ nó sẽ càng mờ. Đấy, nên chúng ta kéo vừa vừa thôi nha. Ok, vậy là xong rồi đấy. Đó, chúng ta sẽ tạo được cái bóng cửa sổ nhìn rất là ảo diệu cho bức ảnh này đúng không? Đó. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Nghiện Design. Ra thêm những video hướng dẫn các bạn sử dụng Photoshop hoặc Illustrator. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.